rồi nè. Anh về rồi nè. Trời ơi, anh Quốc kìa. Công nhận luôn á nha, kể từ khi lên làm quản lý anh thấy phong cách của anh đỉnh đạt hơn hẳn á. Ủa bà đang nấu gì vậy? Nấu cháo bí đỏ, đơn giản thôi, đem vô bệnh viện á mà. Trời ơi, nay Diễm My chín chấu, đảm đang dữ vậy ta. Khi yêu á, người ta thường thay đổi theo hướng tích cực ha. Lúc chia tay người ta cũng thay đổi vậy đó. Cái anh này, cái mẹ mắm mắm muối à. Ủa, bữa nay nhà mình ăn mắm hả? Dạ không, con liệu mắm về. My, ủa nghe nói là con bị bộ đá hả? Cái gì vậy? Nấu cháo cho ai vậy hả con? Nè, có bộ mới rồi phải không? Có gì đâu cô. Có thì nói đại đi, giấu làm gì nữa. Có gì hết cô Liễu ơi, không có phải như vậy đâu. Nè, con đi cô ơi. Con đi cô ơi. Mấy cái đứa này thiệt á. Dạo này cô thấy hả, mấy đứa hay tụ tập rồi không biết làm gì hết. Lúc nào cũng chừa cô lại đây một mình hết. Có phải vậy không Julian? Dạ. Cứ mỗi lần cô hỏi tới là tụi nó rủ nhau đến tiêu, để lại cô ở đây một mình à. Cái đó là bị bỏ rơi cô. Nè, cô tính giấu cô hả? Đừng có mà mơ nha. Từ từ rồi cô sẽ tìm ra hết cho mà xem. My ơi. Hả? My, xin bếp tôi nhờ xíu. Ờ. Ý, lẹ lắm. Cô Liễu ơi. Cô la lớn. Bây giờ cô chạy vô trống, nhớ có gì báo động cô nghe. Cô Liễu, có thấy cái không ổn đâu. Không ổn cái gì chứ. Nè. Đừng nghe. Trời ơi, đừng có đứng sau nó đó. Nó vô là bắt gặp thì sao? Đi đi. Đừng trốn thể ra nha. Trời ơi, cái thằng này. Người lớn mà lì ghê. Hôm nay em có nấu cháo bí đỏ cho anh á. Em chuẩn bị đem qua cho anh nè. Cô Liễu ơi. Cô Liễu. Cô Liễu ơi. Cô Liễu ơi. Cô Liễu. Ờ, Julian thằng con. Dạ, con nè. Ủa, nè. Nó đâu? Ủa trời, nãy giờ người ta thay đồ đi 2 tiếng đồng hồ rồi cô. 2 tiếng đồng hồ rồi hả? Tôi chết cô rồi. Cô ngủ quên. Ủa, cô đi lên người ta mà ngủ quên luôn là sao? Thì tại chờ nó lâu quá không thấy nó về, cho nên cô mới ngủ quên. Chết cô rồi. Dạ, em biết rồi. Dạ em chào chị. Ủa sao tự nhiên Nguyên đòi lên chùa vậy anh? Chắc là chán cái gì đó. My yên tâm, lên chùa vài bữa rồi cũng về. Thôi anh đi làm nha. Thôi đi làm sớm giờ ngồi đây với em thêm xíu đi. Trễ giờ anh rồi. Vậy thôi tí nữa đi làm xong á là ăn cơm với em đó nha. Ok luôn. Ừ. Ủa? Tóc em dính gì hả? Đưa lên lấy cho. Ui. Anh đi nha. Không, bây giờ anh lấy thiệt cho nè. Phía sau nè. Đó. Đó. Chút nữa đi làm xong nhé, ăn cơm với em nha anh Sĩ. Em xin lỗi anh Julian nha. Em cũng không có muốn giấu anh đâu. Mà tại vì em sợ mất công tới tay mẹ của Nguyên nữa. Không sao đâu, em yên tâm. Anh hiểu mà. Anh sẽ giữ bí mật chung với chị Hoa. Chị thấy em có người yêu á, anh vui lắm chứ bộ. Thiệt hả? Hay bây giờ sẵn lỡ hả? Mọi người biết hết rồi, để tôi kể kỹ hơn cho nghe. Chuyện là mẹ bị nữ ế. Chuyện gì vậy? Nè mấy đứa. Nè. Nữa. Vậy là sao? À, Julian, khoan đã. Con, cả con cũng bỏ cô đi nữa hả? Dạ, xin lỗi cô.
Trước đây á, mấy đứa kia bỏ đi, còn bây giờ Julia cũng hùa theo bỏ đi nữa là sao? Tối nay cô sẽ cho con biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi. Nè 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 mấy đứa. Mấy đứa ơi. Dạ. Cô có một bí mật động trời muốn kể cho mấy đứa nghe nè. Chuyện gì vậy cô? Ly kỳ hấp dẫn lắm. Ngồi ngồi kể nghe cô. Trời dễ sợ lắm. Thật ra chuyện này á, cô định giữ bí mật cho đến lúc chết. Nhưng tại vì quý mấy đứa quá, cho nên cô mới quyết định bật mí ra đó. Nhưng mà tuyệt đối không được kể cho Julian nó nghe đó nha. Chuyện về bí mật giữa cô cháu mình thôi đó. Mà vụ gì cô? Được rồi, để từ từ cô kể cho nghe. Chuyện là cô với ông Tài muốn làm đám cưới và cô đã nhận lời. Nhưng mà trong lòng của cô vẫn còn tơ tưởng đến một người đó. Nè, mấy đứa có biết là ai không hả? Người đó mấy đứa biết đó. Đó là người đàn ông mà đứa đây trẻ củi lần trước đó. Mày đưa cô nhớ không? Julian tới kìa. Nè, thôi ha ha. Bây giờ vô phòng cô kể tiếp cho nghe nha. Đi vô. Dạ, có liệu. Trời ơi, còn đoạn kết này ly kỳ hấp dẫn lắm. Thôi lần sau tụi con nghe đi. Trời ơi. Đi. Thôi mà lần sau nghe đi cô. Không vô tháng sau cũng tăng tiền phòng đó. Cái chuyện phút xa hấp dẫn đó hả cô Liễu? Ồ, hấp dẫn là gì? Trời ơi, hấp dẫn lắm đó, hấp dẫn lắm đó. Đi thôi mọi người ơi, đi vô nghe nè. Không có còn đâu ha. Đừng có mơ. Công nhận bạn anh vui tính gì đâu luôn á. Nhưng mà phụ nữ á là thích đàn ông vui tính vậy đó anh. Nó mà nghe được chắc cười suốt 3 ngày quá. Mà phụ nữ thích đàn ông vui tính hả? Ừ. Vậy là anh quá vui tính rồi. Ừ, đúng rồi đó. Anh đi vệ sinh ạ. À. Mi. Ủa, cô Liễu. Cô đứa cà phê hả? Ngồi bằng nào vậy hả con? Con uống cà phê. Đi với bạn trai. Không có. Cái người mà lần trước mà con đội bên đi lông đó. Không phải người đó. Cô Liễu ơi. Không phải người đó đâu cô Liễu. Xin đàn chút xíu cô sẽ mặc với. Dạ đi. Không phải mà. Rồi đi mà. Không phải đâu chứ cô. Giấu đuổi sao? Không có giấu cô. Chút xíu thôi mà. Không được. Nhưng mà con nhỏ này. Không được đâu. Hay là người cô quen. Sao phải là người cô quen được. Nó không phải người cô quen. Chắc chắn. Ôi trời. Con à, đổi mặt nạ đó làm chi vậy? Cởi ra cho cô nhìn mặt chút xíu nha. Ê, cô Liễu. Cô Liễu làm gì vậy? Trời ơi, người quen đúng không? Không phải đâu. Hả? Không phải. Sao lại giấu cô chứ? Trời ơi, con đâu có giấu cô. Cô Liễu ơi, cô nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nhìn con quá trời quá đất rồi kìa. Bộ dạng này quen lắm đó nha. Chắc chắn là gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, chắc chắn người này cô quen mà. Cô Liễu. Cô quen nhưng mà không phải là người quen của cô. Mẹ, tại không vì mở ra nói cho cô biết chút xíu đi. Anh à. Sẽ không đợi bất cứ ai đâu. Đi. Anh là người nổi tiếng hả nha cô Liễu? Người nổi tiếng? Là người nào vậy? Cậu Thủ đó anh. Cậu Thủ? Là ai? Ai vậy? Quang Hải. Quang Hải. Ghê chưa? Ôi trời. Quang. Chào con. Cô cho cuộc bắt tay chút xíu nha. Bắt tay kìa, Hải ơi. Ôi trời. Thật là bất ngờ quá. Ôi, không biết là tôi đang tỉnh hay mơ nữa. Là Quang Hải hả con? Dạ đúng rồi. Quang Hải à. Cô ái mộ con lắm đó. Cô là fan của con đó. Ôi trời ơi, cô rất là thích con đá banh đó con à. Ủa? Mà sao trong TV Quang Hải tí xíu à? Ở ngoài đời cao dữ. Tại... TV nhà cô Liễu nhỏ cho nên tưởng anh nhỏ xíu thôi chứ cao lắm á. Dạ. Quang Hải à. Ôi trời ơi. Cô Liễu không được uống cà phê với bạn hả? Chủ ký. Quang Hải, bạn sao đó? Chủ ký, Quang Hải. Cho cô xin chữ ký nha con. Nghe. Thôi bữa sau con xong xin cho cô Liễu. Trời ơi, sao gì nữa? Sẵn gặp đây xin chữ ký luôn cho rồi. Nè, Quang Hải ơi. Xin đi mà cô đang nghĩ đó. Ôi trời ơi fan. Cô là fan của con đó Quang Hải hả? Kiềm chế lại. Người ta nhìn cái người ta nhạo qua đây. Xin cho ký ảnh làm phiền ảnh. Ký đi anh Hải ơi. Đây nè.
Đây rồi. Đâu cũng được hả con? Mấy cái vậy con? Đó, đó, đó. Nha. Quên lại. Chữ ký của người đối tiếng cũng quá khác nữa. Xuất sắc luôn. Cô Liễu, được chưa, được chưa? Đuối cà phê với bạn đi. Thôi, thôi bạn sao con? Quang Hải. À, khi nào quẩn quẩn á, nhớ ghé nhà cô chơi nha. Nha, con Mì ở đó nữa đó. Nhớ nha, nhớ nha. Cô đi vô có chuyện chút xíu, cô chạy ra liền. Nhớ nha. Quang Hải, nhớ chờ cô nha. Nhớ nha, nhớ đó. Ủa, Quang Hải đâu rồi Mi? À, anh đi tập luyện rồi cô Liễu. Cầu tụ nó tiếng mà bận rộn là đúng rồi. Mặt nạ của Quang Hải. Ôi trời, mặt nạ của Quang Hải đi mà. Và đem về làm kỷ niệm mới được. Vậy không được đó hả cô Liễu? Sao lại không được chứ? Đem về khoe với tụi nhỏ mà. Ôi nè, con nhớ nha. Nhớ nói Quang Hải á, về nhà mình chơi ha. Nhớ dạ. Nha con. Con nhớ. Ôi trời, nhớ nghe, chắc chắn là hứa với cô đó. Cô đi trước nha. Dạ. Nha. Muốn rụng tim luôn á. Không ngờ cô Liễu tim luôn ha. Cô Liễu tim đó hả? Ờ. Chẳng còn thời gian để ta ngồi chờ lắm. Đời muốn